Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cùng dự lễ khánh thành tượng đài Fidel Castro ở Moscow. Đọc diễn văn tại lễ khánh thành tượng đài, Tổng thống Vladimir Putin nói: "Chúng ta tập trung tại đây, trên quảng trường mang tên Fidel Castro, để khánh thành tượng đài kỷ niệm nhà hoạt động nhà nước và là nhà chính trị kiệt xuất, người sáng lập nhà nước Cuba hiện đại. Fidel Castro đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh quên mình vì thắng lợi của những lý tưởng cao đẹp, vì hòa bình và công lý, vì tự do của các dân tộc bị áp bức, vì một cuộc sống tốt đẹp cho những con người bình thường và bình đẳng xã hội. Fidel Castro được coi là một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất và có khả năng lôi cuốn nhất trong thế kỷ 20 đầy biến động và kịch tính, một nhân cách thực sự huyền thoại, biểu tượng của cả một thời đại của các phong trào giải phóng dân tộc, sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa và sự hình thành các nhà nước mới của các quốc gia độc lập, tự do ở Mỹ Latin và châu Phi. Fidel và các đồng chí của ông luôn quên mình bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, để đất nước luôn đứng vững trước sự can thiệp của đội quân đánh thuê, các biện pháp trừng phạt, cấm vận kinh tế và tài chính, các nỗ lực cô lập bên ngoài, bảo vệ quyền của Cuba lựa chọn mô hình phát triển của riêng mình phù hợp với các giá trị quốc gia và không bị áp đặt từ bên ngoài. Phấn đấu để thế giới tính đến ý kiến của Cuba và tôn trọng lợi ích của Cuba. Đối với nhiều thế hệ đồng bào của chúng tôi, hình ảnh nhà lãnh đạo Cuba luôn chói sáng bởi niềm vinh quang lãng mạn, lòng dũng cảm và những chiến công. Lời bài hát nổi tiếng của Liên Xô, "Cuba, tình yêu của tôi", phản ánh tình cảm chân thành và nồng nhiệt của chúng tôi, không chỉ dành cho hòn đảo tự do, toàn thể nhân dân Cuba, mà còn dành cho cá nhân Fidel, người mà sức mạnh, nghị lực và ý chí kiên cường đã có sức hút và vẫn thu hút mạnh mẽ như thỏi nam châm. Tôi may mắn đã được gặp Fidel Castro vài lần và nhiều giờ trò chuyện với ông vẫn còn ghi đậm trong ký ức của tôi, đặc biệt là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi trong tháng 7 năm 2014. Ông nói về những điều đang nung nấu thời đại theo một cách đáng kinh ngạc. Đó là thời đại hình thành trật tự thế giới đa cực, rằng không thể mua bán độc lập và phẩm giá, rằng mọi quốc gia đều có quyền phát triển tự do, sự lựa chọn con đường của riêng mình, và trong một thế giới công bằng thực sự, không thể có chỗ cho chế độ độc tài, cướp bóc và chủ nghĩa thực dân mới. Tôi thật sự kinh ngạc trước vốn kiến thức bách khoa, sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của các sự kiện, đầu óc nhạy bén, cách đánh giá chính xác của Fidel, một người bạn chân chính của đất nước chúng tôi. Fidel thường đến thăm chúng tôi. Năm 1963, Fidel đã đi du lịch gần như vòng quanh Liên Xô. Ông luôn là vị khách được chào đón của Moscow và rất yêu thủ đô của chúng tôi, yêu thành phố này. Như chính Fidel đã nói, ông sẵn sàng đến Nga bất cứ lúc nào, mùa hè và mùa đông, có tuyết rơi hay không. Đất nước chúng tôi luôn ủng hộ nhân dân Cuba yêu tự do và ban lãnh đạo của nước Cộng hòa. Chúng tôi cũng biết đó là tình cảm tương đồng. Cuba đã, đang và tôi tin chắc sẽ luôn là đối tác và đồng minh chiến lược nhất quán của chúng tôi trong các vấn đề quốc tế. Tình hữu nghị Cuba-Nga do Fidel Castro để lại cho chúng ta là di sản chung của nhân dân hai nước chúng ta. Và thưa Chủ tịch, người đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới của Cuba đang có những đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai nước chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau củng cố hơn nữa liên minh của hai nước và cùng nhau bảo vệ các giá trị vĩ đại của tự do, bình đẳng và công lý. Cũng trong ngày 22 tháng 11, tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin có cuộc hội kiến với Chủ tịch Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, người đang thăm chính thức Liên bang Nga. Chương trình nghị sự của cuộc gặp bàn về hiện trạng và triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược Nga-Cuba trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa, nhân đạo và các vấn đề quốc tế. Phát biểu trong cuộc gặp này, Tổng thống Vladimir Putin nói: "Trong 3 năm kể từ lần gặp gần đây nhất của chúng ta, quan hệ giữa Cuba và Nga tiếp tục phát triển ổn định. Tôi muốn lưu ý rằng sự hợp tác giữa các cán bộ ngoại giao, quốc hội và chính phủ của hai nước chúng ta đang phát triển. Gần đây nhất, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga, ông Vladimir, đã thăm Cuba. Tôi biết rằng lần này Chủ tịch có một chương trình làm việc rất lớn ở Nga và đã gặp gỡ nhiều đồng nghiệp. Ủy ban Liên Chính phủ đang hoạt động. Phiên họp thứ 19 gần đây nhất của Ủy ban Liên Chính phủ đã được tổ chức. Chúng tôi đã hoạch định và xây dựng kế hoạch hợp tác tổng thể giữa hai chính phủ và một số lượng lớn các dự án chung đã được lên kế hoạch để thực hiện đến năm 2030.
Chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để cùng Chủ tịch phân tích mọi thứ, những gì đã làm được gần đây, nên làm gì trong điều kiện khó khăn hiện nay. Thực tế là khó khăn chưa từng có. Như Chủ tịch đã biết, Liên Xô và Nga cho đến hôm nay luôn ủng hộ và tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh vì độc lập, vì chủ quyền. Chúng tôi luôn phản đối các loại hạn chế, cấm vận, phong tỏa. Chúng tôi luôn ủng hộ Cuba trên các nền tảng quốc tế. Và chúng tôi thấy rằng Cuba cũng có quan điểm tương tự với đất nước chúng tôi đối với Nga. Tất cả những điều này là kết quả của tình hữu nghị truyền thống do Fidel Castro gây dựng. Và hôm nay, chúng tôi và các quý vị đã khánh thành tượng đài về người. Theo tôi, tượng đài đó rất đẹp. Tôi không biết các bạn có thích hay không, nhưng tôi thấy rằng các bạn không thể không thích tượng đài đó. Thật thế, đây là một kỷ niệm đẹp về Fidel Castro, một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Hình ảnh bức tượng rất sinh động, luôn chuyển động, tiến về phía trước và là hình ảnh của một người chiến sĩ. Tôi luôn nhớ đến từng chi tiết những cuộc gặp cá nhân của chúng tôi với Fidel Castro. Đồng chí ấy là một người thông minh. Tôi vẫn còn nhớ, tôi đã bị cuốn hút khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong văn phòng của Fidel. Trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại trên thế giới. Tôi rất ngạc nhiên trước khả năng của Fidel nắm vững đến từng chi tiết sắc thái các sự kiện diễn ra khá xa Cuba, khả năng phân tích mọi chuyện đang xảy ra trên thế giới. Tôi rất thích thú và thấy rất hữu ích trong những cuộc gặp với Fidel. Dựa trên nền tảng hữu nghị vững chắc này, tất nhiên chúng ta cần phải ghi nhớ, trong điều kiện hiện nay cần tiếp tục và tăng cường hợp tác giữa hai nước chúng ta. Và tôi rất vui vì chúng ta hôm nay có một cơ hội như vậy. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Nga luôn có thể trông cậy vào Cuba. Xin chân thành cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin kính mến. Trước hết, tôi xin gửi tới Tổng thống lời chào thân ái của Đại tướng Raúl Castro. Đồng chí Raúl Castro nhờ tôi chuyển lời chào tới Tổng thống trước khi lên đường thăm nước Nga. Đối với chúng tôi, chuyến thăm này có ý nghĩa sâu sắc. Thứ nhất, chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh cả hai quốc gia, cả Nga và Cuba, đều phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt đơn phương, bất công và đều có một kẻ thù chung, một nguồn gốc chung là đế quốc Yankee. Xin chú thích, tức là Hoa Kỳ. Đế chế đang thao túng phần lớn cộng đồng nhân loại. Bản thân chúng tôi đã trải qua điều đó. Trong hơn 60 năm phải chịu đựng sự phong tỏa và nghĩa vụ đầu tiên là phải tiếp tục bảo vệ lập trường của Liên bang Nga trong cuộc xung đột này. Theo hiểu biết của chúng tôi, cuộc xung đột này có nguồn gốc của nó và thật không may diễn ra dưới sự thao túng của Hoa Kỳ đối với cộng đồng quốc tế. Trước đây chúng tôi đã thảo luận điều này với Tổng thống. Chính Tổng thống trong một thời gian dài đã từng cảnh báo thế giới rằng việc NATO tiến sát biên giới Nga là không thể chấp nhận được. Và liên minh quân sự này luôn ra sức phát động các cuộc chiến tranh bên ngoài lãnh thổ của họ và tìm cơ hội để thể hiện mình với vai trò là người giải cứu và là người giải quyết mọi tình huống phát sinh trên thế giới. Chúng tôi không ngừng lên án các biện pháp trừng phạt chống Liên bang Nga và nguồn gốc xung đột hiện nay để mọi người không nhầm lẫn và không đổ lỗi cho Nga về cuộc xung đột này, cũng như cách châu Âu đang hành xử chỉ để phục vụ các lợi ích của Mỹ. Trước chuyến thăm, như ngài Tổng thống đã lưu ý, đã có cuộc họp trong vài ngày, trong đó các nhóm công tác thuộc Ủy ban Liên Chính phủ đã làm việc rất chuyên nghiệp và rất chi tiết. Tôi tin rằng một số quyết định quan trọng đang được thông qua để giải quyết các vấn đề chủ yếu và chúng ta sẽ có thể đạt được bước tiến triển trong sự hợp tác của hai nước. Chúng tôi đã đánh giá cao công việc của Liên bang Nga, vai trò của Tổng thống trong việc đưa thế giới tiến tới đa cực. Tổng thống là nhà lãnh đạo tuyệt vời theo hướng này và theo ý nghĩa này. Chúng tôi cũng muốn trao đổi quan điểm về vấn đề này. Như tôi đã nhận định, thật đáng kinh ngạc, trong những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp như hiện nay, chúng ta vẫn duy trì được, mặc dù không gặp trực tiếp, một cuộc đối thoại chính trị ở cấp cao nhất. Điều này phản ánh mối quan hệ chính trị tuyệt vời gắn bó giữa hai nước chúng ta. Ngài Tổng thống và tôi đã có hơn 7 cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa đại dịch. May mắn thay, chúng ta đã có thể gặp mặt trực tiếp. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tăng cường trao đổi về các vấn đề toàn cầu và song phương. Mặt khác, trong cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta, tôi rất quan tâm đến bài phát biểu của Tổng thống nhân dịp sáp nhập một nhóm khu vực về Nga. Tổng thống đã phân tích rất kỹ lưỡng và rõ ràng về tình hình kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Và ngài Tổng thống đã tố cáo các cường quốc đế quốc đã ra sức đảm nhận vai trò của họ như thế nào. Ngài Tổng thống đã phân tích rất chi tiết về những gì đang xảy ra trên thế giới và rằng trên thế giới cần phải thức tỉnh để thấy rõ ai đang áp đặt những quy tắc này lên chúng ta. Tại sao họ đặt ra những quy tắc đó rồi sau đó lại vi phạm chúng. Tôi nhận thấy đây là tư duy cấu trúc và nên được chia sẻ với thế giới và tôi rất vui khi được tìm hiểu bài phát biểu này. Chúng ta có cách tiếp cận và quan điểm trùng khớp với các vấn đề toàn cầu. Một lần nữa, tôi muốn nói rằng Nga luôn có thể trông cậy vào Cuba
và tất cả nguyện vọng và ý chí của chúng tôi. Chúng tôi ngưỡng mộ lịch sử và văn hóa của Nga. Sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống trong nhiều tiến trình và chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc để đảm bảo rằng mối quan hệ của chúng ta tiếp tục phát triển và tăng cường. Nguyên tắc trung thành và kế tục mà chúng tôi tuân theo không chỉ là khẩu hiệu, không chỉ là phương châm, mà chúng tôi thực sự là những người kế tục và chúng tôi muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ với Liên bang Nga. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.